Hi, good evening everyone. Okay, now Minh Thư ơi, now turn on the camera. Minh Thư, bật camera cho cô nào. Dạ. Yes, okay. Cô quán triệt luôn nha. Trong giờ học chúng ta phải bật cam nha. Lúc nào cô gọi thì mình bật mic chứ cam là phải luôn luôn bật nha các bạn. Đấy là nội quy lớp học nha. Mình phải bật cam để cô biết rằng là mình đang làm cái gì. Có ngồi theo dõi học hay không nha. Thôi rồi. Ok. Nào, mình chờ các bạn một chút rồi mình học. Hôm nay chúng ta muốn, mình muốn vào học trước hay là muốn khởi động làm nóng một chút về cái ôn tập lại bài nhỉ? Các bạn, mình muốn học trước hay là muốn chơi cái quiz tiếp? Quiz tiếp cô. Thế thì mình sẽ dành ra khoảng tầm 15 phút nha. Mình sẽ chơi một lần thôi. Ok. Minh Thư ơi, bật cam lên cho cô nào. Rồi mình chờ các bạn vào đầy đủ rồi mình bắt đầu. Tôi xem các bạn làm EC class đến đâu rồi nào. Sao nó không hiện nhỉ? Ok. Chỉ hiện tháng thôi. Tuần mà vẫn chưa cập nhật. Ok, Thảo Nguyên ơi, nào, mình bật cam lên cho cô nào. Ok, rồi. Cô xem cái màn hình. Trước khi vào học thì mình sẽ khởi động một chút nha. Ok, rồi để cô mở nào. Cái này à. Ok, mình sẽ làm cái này trước. Mình sẽ khởi động một chút rồi mình sẽ học sau. Cô sẽ gửi đường link vào trong chat nha. Thank you.
Các bạn đã nhận được đường link chưa? Mình có thảo nguyên thế này. Cô nhắc lại một lần nữa nha, trong quá trình học chúng ta để cam như vậy không tắt nha. Nếu như bạn nào tắt thì cô sẽ kick ra khỏi lớp học luôn đấy. Thảo nguyên thôi này. Quỳnh ơi vào được chưa? Bình ơi, mình đã vào được chưa? Mình nhét vào cái đường link mà cô gửi trong trong chat ấy, cho nó nhanh. Ok, đây có ba bạn rồi phải đúng không? Yes, okay, now let's start. Câu 20. Question 20, câu 20. Câu 20 này là từ khác biệt first, then, next, there. Ở đây thì mình thấy cái từ nào là từ khác ở đây? First, then, next, there. Thì there chính là từ khác biệt ở đây này. Cô xem tiếp nào. Oh no, cái câu 13 này. Who are they? Mình nhìn vào bức tranh thì thấy cái người một bên là một người nữ hoàng và một vị vua, thì đây là gì? Vị vua trong tiếng Anh là gì và nữ hoàng là gì? Tớ sao lại sai được câu này? Rồi. What is he like? Greedy, cái người đàn ông mà ăn cái bánh mì có tiền ấy, chính là greedy, tham lam đúng không? Ăn bánh mì mà cả tiền luôn ấy, tức là tham. Doraemon is a truyện tranh. Doraemon is comic book, truyện tranh. The golden star fruit is gì nhỉ? Folk tale. The golden star fruit tree is folk tale, or maybe short story. Rồi, cái câu này bị trùng này. Nào, cô xem nào hai bạn, các bạn tiến độ như thế nào rồi nào? Yeah, Thảo Nguyên, very good. Okay. Yeah, Minh Thư sai khá là nhiều nha. Nào, cố gắng lên nào. Để cô xem. Yeah. Cái gì?
Cái gì trong the dot 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 in the story of the fox and the crow is wise? Wise chính là cái người mà gọi là thông minh tự tin ấy. Thì ở đây mình phải nói là character. The character in the story of the fox and the crow is wise. Mình biết cái từ character, nhân vật đấy. Yeah. What happened in the end? Cái câu what happened in the end? Antim quan back home. Vẫn có các bạn làm sai hai câu này rồi này. Có hai bạn làm sai này. Là kết quả của cái câu chuyện man tiêm chính là trở về nhà, chính là go back home. Bởi mà ở đây mình sẽ chuyển sang quá khứ là went back home. Oh, we can learn a lesson from the golden star fruit. She is don't be so gì nhỉ? Cái bài ngày hôm qua mình vừa học. Don't be so greedy. Đúng không? Don't be so greedy. Không nên tham lam. Không nên quá tham lam. Dạ. Ok. The story is the golden starfruit tree. Hiện tại thì cái tỷ lệ sai vẫn còn nhiều nha các bạn, cố gắng lên nào. Tỷ lệ sai vẫn nhiều, 27 câu đúng và 16 câu sai. Minh Thư ơi, mình cố gắng làm đúng với cô nào. Mình sai khá là nhiều đây. Ở đây có thấy bạn Thảo Nguyên này. Bạn Thảo Nguyên làm đúng rất là nhiều. Dường như là sai tầm khoảng 1-2 câu thôi. Mình sai nhiều ha. Đâu nào. Gần một tưởng là các bạn sai rồi. Yeah. Ok, very good. Có thấy Thảo Nguyên này. Mình ơi, cố lên nào. Minh Thư, còn Minh Thư nữa thôi đúng không? Còn với bạn Minh Thư nào. Minh Thư ơi, cố lên.
sai. Mình sai câu tiếp theo rồi này. Đọc kỹ nha, đọc kỹ đề nha. Ở đây thầy là cái tỷ lệ này thì của bạn Minh Thư là gần như đúng một nửa. First one is Thảo Nguyên. Very good. Có xem nào. Mà Thảo Nguyên dường như là đúng 90% luôn đấy. Dình thì đúng chỉ được 55% thôi, còn Minh Thư chỉ được một nửa, 50%. Đây Thảo Nguyên sai có hai câu à? Còn Thảo Nguyên sai có hai câu thôi. Ok, rồi. Xong rồi nha. Được rồi, mình khởi động một chút thế thôi. Bây giờ mình vào bài học ngày hôm nay của chúng ta nào. Ok, let's start our lesson. Cô chuyển cái tab này, các bạn vẫn thấy màn hình của cô đúng không? Vẫn thấy cái màn hình sách đúng không? Các bạn, everyone, can you see my screen? Everyone, các bạn ơi, nào một bật mic cho cô, trả lời cho cô nào. Can you see my screen? Cô. Yeah, okay, thank you. Okay, now let's start. Lesson 3, Eunice 14. What happened in the story? Now look at activity number 1, listen and repeat. Nào, bây giờ mình sẽ nghe audio nào. Và sau đó mình sẽ đặt những cái câu này lên. Mình chú ý một chút là ở đây, cái này thì là mình sẽ đọc theo ngữ điệu nha. Cái ngữ điệu lên xuống ấy. Nha. Mình sẽ hạ thấp giọng ở đầu câu, lên giọng ở giữa câu và hạ thấp giọng xuống ở cuối câu nha. Okay. Now let's start. What happened in the story? Okay, can you hear clearly? Các bạn có nghe thấy cái audio không? Yes. Yes, okay. Thank you. What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An Chiem and his family to live on an island. Then one day, An Chiem found some black seeds and he grew them. Next, An Chiem's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung let An Chiem and his family go back home. Okay, now one more time. Hãy làm một lần nữa nào. What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An Chiem and his family to live on an island. Then one day, An Chiem found some black seeds and he grew them. Next, An Chiem's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung let An Chiem and his family go back home. Okay, now, một bạn đọc cho cô nào, đọc lại những câu này cho cô nào. Mình đọc đúng cái ngữ điệu của nó nha. Now, first one, Vịnh nào. Vịnh ơi, đặt mic đọc cho cô nào. What happens in the story? With King Hung ordered Mai An Chiem and his family to live on an island. Then one day,
Antium for some like sea, and he growled Tam. Next, Antium family extracted the watermelon for food and drink. In the end, King Hung lets Antium and his family go to back home. Ok, rồi. Ở bình nào mình bắn mic như thế, cô sẽ sửa tất cả những cái từ mà mình đọc sai nào. Nào, phát âm từ nào cho cô nào. First. First. Yeah. Ordered. Order. Ordered. Order. Yeah, ordered. Không phải order nha, ordered. Bởi vì nó bởi vì ở đây nó là đuôi ed rồi nha, dạng quá khứ. Ordered. Ordered. Order. Yeah. Live. Live. Island. Island. Okay. Now. Grew. Grew. Yeah. Them. Them. Yes. Nice one. Exchange. Exchange. Yeah. Okay. Rồi. Vậy các bạn là như vậy nha. Rồi nào. Mình đọc lại cho cô nào. Mình sai khá là nhiều từ đấy. Đọc lại cho cô một lần nữa nào. What happened in the story? Fish King Hung. No, no. No. First. First. King Hung ordered my auntie and his family to live on an English island. 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 One day, auntie for some like. Some like sea, and he grew them. Next, Antium family exchanged the watermelon for food and drink. In the end, King Hung lets Antium and his family go back home. Yes, okay, thank you. Rồi, yes, okay now. What happened in the story? First, King Hung ordered my Antium and his family to live on an island. Then one day, Antium found some black seeds and he grew them. Next, Antium's family exchanged the watermelon for food and drink. In the end, King Hung lets Antium and his family go back home. Okay, các bạn chú ý một số cái từ vựng nha. Rồi, next one. Thảo Nguyên nào. What happened? In the story. What happened in the story? First, Kim Hung ordered my auntie and his family to live on an island. To live, yeah. Live. Then one day, auntie found some places and he grew them. Like, Antium's family exchanged the watermelon for food and drink. In the end, Kim Hung lets Antium and his family go back home. Yes, okay, thank you. Now, Thảo Nguyên nào, đọc cho cô cái từ này nào. King. King. Yeah, King. Yeah, King Hung. Phú Hồng ấy, King Hung. Yes, okay. Nào, Ngọc Huyền ơi, bật cam cho cô nha. Mình vào học, mình bật cam lên cho cô nha. Không tắt cam nha. Nào, next one. Minh Thư nào. What happened in your story? First, King Hung ordered my auntie and his family to live on an island. Then one day, auntie found some bright seed and he grew them. Next, auntie's family
Edgar ate the watermelon food and drink. In the end, King Hung let Aunt Tim and his family go back home. Yeah. Okay. Nào Minh Thư nào, phát âm lại cho cô từ này nào. Found. Found. Yes. Okay. Exchange. Exchange. Okay. Yeah. Yes. Okay. Thank you. And last one, Ngọc Huyền nào. What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An Tim and his family to live on island. Then one day, An Tim for some black sea and he grew them. Next, An Tim family eating the watermelon for food and drink. In the end, King Hung let Aunt Tim and his family go back home. Yeah. Yes. Okay. Now, sửa cho cô từ này nào. Grew. Quên ơi. Grew. Grew. Yeah. Sits. Sits. S now. Sit. Yes. Okay. Yeah. Very good. Okay. Thank you. Now, next part. Okay, now look at activity number two. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. The first one, you will listen the audio and cursor A or B. And then say the sentences aloud. Okay, now let's start. Listen carefully and circle A or B. 1. First, the poor girl went to the forest. 2. Then, she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married a prince. Okay, now one more time. 1. First, the poor girl went to the forest. 2. Then, she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married a prince. Okay, now, who can circle A or B? Yeah, very good. Mời Minh Thư nào. Con circle 1, B. Yes, B. Okay, thank you. Thảo Nguyên nào. 2, B. Yeah. Yes. Number 3, Ngọc Huyền nào. 3, A. Yeah, A. And last one, Vịnh nào. B. B? Okay. Another ideas? Có bạn nào có ý kiến khác không? Yes, Thảo Nguyên nào. Em thức cô là for A. Yeah, A. A nha Vịnh. Mình nghe lại này. 4. In the end, she married a prince. She married a prince. Yeah? Okay, now let's check. Well done. Yeah, brilliant. Okay, now. Then say the sentences aloud. Okay. Now, but first one. Thảo Nguyên nào. Đọc cho cô 4 câu này nào. 1. First, the program went to the forest. Yeah, two. Forest.
2. Then she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married a princess. Yeah. Okay, now. 1. First, the poor girl went to the forest. 2. Then she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married a prince. The name. Married. A prince. Wishes. Yeah. Okay, now this one. Minh Thư nào? First, the poor girl went to the forest. Then she met an old man. Next, he three wishes. In the end, she married a princess. Prince. Yeah. She marries a prince. Okay. Wait now. One. First, the poor girl went to the forest. 2. Then she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married and bring kiss. Yeah, okay, now, Vinh, now, phát âm lại cho cô các từ sau đó. Poor. Yeah, poor girl. Poor girl. Yeah, met. Cái từ này, met. Met. Đây là quá khứ của meet. Cái từ gặp ấy, meet, met. Yeah. Từ tiếp theo, wishes. Wishes. Yes. Marries a prince. Marry a prince. Married. Now married. Married. A prince. A prince. Yes. Okay. Okay. Thank you. Ngọc Huyền now. First, the poor girl went to forest. Then she met an old man. Next, he gave her 3 wishes. In the end, she married a prince. Yeah. Okay, thank you. Now, next part. Yeah, now look at activity number 3. Listen to the story. The fox and the squirrel. The fox and the crow. Bây giờ mình sẽ nghe câu chuyện con cáo và con quạ. Okay, now let's start. Mình nghe cái audio và nhẩm theo nha. Mình nhẩm theo cái giọng đọc đấy. Nhìn vào cái chuyện này và nhẩm theo để mình biết cách phát âm một số từ mà ví dụ như là mình phát âm sai hoặc là mình chưa biết phát âm nó như thế nào nha. Now let's start. The Fox and the Crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head.
Then the fox asked, "Can you sing?" "Yes," the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha, thanks for the meat." Yeah, okay. Now, one more time. Nghe lại một lần nữa nha. The Fox and the Crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" "Yes," the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha, thanks for the meat." Okay, now. Đây là cái câu chuyện con cáo và con quạ. Yeah. The fox and the crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" "Yes." The crow opened his beak and says, he dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha, thanks for the meat." Yeah, cái câu chuyện này như thế này. Cái thời gian, một thời gian dài trước đây thì có một con cáo và một con quạ. Con quạ thì nó đang đứng ở trên cái nóc nhà với một ít thịt. Nó ở trong cái miệng của nó ấy. Con cáo đang đói thì nó đang ở phía dưới. Con cáo hỏi con quạ là, bạn có thể đưa cho tôi một ít thịt không? Con cáo lắc đầu. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo lại hỏi, bạn có thể nhảy không? Con quạ vẫn lắc đầu. Sau đó thì con cáo lại hỏi là, bạn có thể nhảy không? Bắt đầu con quạ lại mở miệng trả lời là yes. Đồng thời con quạ đã đánh rơi miếng thịt xuống phía dưới. Và sau đó con cáo đã nhặt nó và nói rằng cảm ơn vì miếng thịt này nha. Đây là một cái câu chuyện cho thấy là cái sự thông minh của con cáo khi lừa được con quạ để giành được miếng thịt. Okay, now bây giờ một bạn đọc cho cô nào. Đọc cái câu chuyện này cho cô nào. Who can? Bạn nào mạnh dạn đọc cái câu chuyện này nào. Yes, mời Ngọc Huyền nào. The fox and the crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a pie of meat. With a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox and asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" "Yes." The crow opened his beak and sighed. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and sighed.
Haha, thank for the meat. Yes, okay, thank you. Okay, now everyone turn on the camera. Các bạn ơi, bật camera cho cô nào. Ở đây có các từ như sau, các cái từ mà chúng ta cần phải chú ý phát âm này. Stood. Từ này nha các bạn, stood. Stood on the roof. Roof. Peace. Từ này, peace. Big. Từ tiếp theo, soak. Kiss hat. Từ này mình phát âm là hat. Cái đầu ấy, hat. Soak it hat. Dropped. Picked. Ở đây thì mình sẽ có rất khá là nhiều cái linking sao đấy. Ví dụ nha. Stood từ này. Stood on. Stood on the roof. Từ này nữa. Tiếp theo. A piece of meat in its beak. Tiếp theo. Cặp từ này. Socket hat. Mình sẽ đọc là socket hat. Yeah. And here open his bracken. Đây, bracken set. Từ này. Ba từ này mình sẽ đọc là bracken set. Ở đây cái từ and thì mình sẽ đọc là an. Bởi vì nó không có nhấn mạnh lắm ấy, nên là mình sẽ đọc là an. Bracken hat. Brick and set. Mình sẽ nối đây ở đây nha. Và một từ tiếp theo. Picked up. Vì ở đây là nó là một cái đuôi ed, mình sẽ phát âm là picked, có âm th cuối cùng. Mình sẽ nối với up. Picked up. The miss and set. Ok, đây là một số từ mà các bạn cần phải chú ý khi mình phát âm ở đây. Rồi, yes, ok, nice one. Và tiếp theo nào, Vịnh nào. Tập bài cho cô nào. The fox and the croc. A long time ago, there was a fox and a croc. The croc stood on the rock of the house with a piece of the meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the croc, "Can you give me some meat?" The croc shook its head. Then the fox asked, "Can you then ask?" Then the fox asked, "Can you then?" The croc shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" Yes. The croc opened his break and sigh. Sad. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and sigh. Ha ha, time for the meat. Okay, now, phát âm cho cô từ nào. Pick top. Pick. Ha nha. Pick. Nào, cause mình phát âm ca sau đấy đến tờ nào. Picked. Vậy nào. Picked.
Picked. Đúng rồi. Bắt đầu nha. Picked up. Picked up. Đây. Ở đây mình sẽ bắt đầu là pick. Picked up. Thơ. Picked up. Cái âm thơ phía sau picked thì mình sẽ nối thành nối với âm với up. Mình sẽ đọc là picked up. Nha. Picked up. Picked up. Yeah. TikTok. Yeah, okay. Yes, okay. Cái từ này nào. Set. Set. Bình ơi, bắt đầu cho cô đọc set. Set. Okay. Rồi, yeah, về cơ bản là ổn rồi đấy. Okay, nào next one. Thảo Nguyên nào. The fog and the crow. A long time ago, there was a fog and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat. Piece of meat in its breath. The hungry fox was standing on the ground. Wow. The fox asked the crow, "Can't you give me some meat?" Meat. The crow shook his head. Then the frog asked, "Can't you then?" The crow shook his head. Then the frog asked, "Can't you see?" Yes. The crow opened his with and that he dropped the meat on the ground. The frog picked up the meat and said, "Haha, thanks for the meat." Yeah, okay. Nào, mình sửa cho cô nào. Từ này nha. Shook. Yeah. Shook it head. Yeah. Kids. Shook it head. Yeah. Shook it head. Yes, okay. Thank you. Minh Thư nào. Cô ơi, con dịch được không ạ? Sao thế? Con dịch được không ạ? Con thư dịch à? Ok. Một thời cáo vào quạ. Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Qua con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với một miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Con cáo hỏi quạ, "Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?" Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi quạ, "Có thể nhảy múa được không?" Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi, "Bạn có thể hát được không?" Con quạ mở miệng nói, "Được." Con quạ mở miệng và nói, "Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất." Con cáo nhặt miếng thịt lên và nói, "Ha ha, cảm ơn vì đã cho miếng thịt." Yes, okay. Rồi.
Mình gọi là về cơ bản thì mình cũng sẽ hiểu cái cốt truyện của cái câu chuyện này rồi đúng không? Còn về cái phát âm ấy, cô cũng quan trọng là các bạn hãy nghe và phát âm tốt là được nha. Rồi, mình nghe lại một lần nữa này. Nghe lại một lần cuối và chú ý cho cô những từ nào mà cô sửa cho các bạn. Hầu như là các bạn đọc sai hoặc là bị confused, bối rối khi phát âm nó nha. Okay, now let's start. The fox and the crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" "Yes," the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha, thanks for the meat." Okay. This is a story. Yeah, okay, now let's start. Yeah, now look at activity number 4, read and write. Okay, now the first one. Please turn on the camera. Okay, now everyone, please turn on the camera. Minh Thư đâu? Bật camera lên cho cô nào. Lúc này cô đã thông báo như thế nào rồi? Tuyệt đối nha các bạn. Không được tắt camera nha. Nếu như mình có vấn đề gì bị out ra, vào lại vẫn bật camera cho cô nha. Okay. Now, look at activity number 4, read and write. Hi, I'm Mai. My hobby is reading folk tales. Từ này nha. Folk tales are usually short and interesting. They often give me one sprite after another. The characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, and sometimes stupid. I like the fox and the crow very much. The fox was clever and the crow was not. The crow lost its delicious meat and the fox got it. I love fox tales very much because it absorbs gives me a lesson in life. Okay, now các bạn đọc mình đọc nhanh cái đoạn văn này. Sau đó, nhìn xuống 4 câu hỏi này nào, 5 câu hỏi này và trả lời cho cô nào. Nha, mình đọc lướt nhanh cho cô nha. Sau đó mình sẽ cùng nhau dò một cái kỹ năng đầu tiên mỗi khi mình làm bài đọc đó chính là skimming, đọc lướt, skimming skill, kỹ năng đọc lướt. Mình sẽ đọc lướt một cái đoạn văn qua, sau đó scanning. Khi mình đọc câu hỏi, sau đó mình sẽ dùng scanning, đọc dò từng câu để chọn ra đáp án đúng nha. Mình cứ áp dụng cái cách này cho tất cả các bài đọc. Hầu như là bài đọc nào hoặc là bài thi nào ở sau này ở cái level cao hơn cũng phải dùng cách này. Ngay cả thi IELTS cũng vậy. Nó cũng phải dùng skimming and scanning skill. Nào. Now look at question number 1. What kinds of stories does my like reading? Now, what kinds of stories does my like reading? Who can answer this question? Bạn nào có thể trả lời câu hỏi này nào? Now raise your hands. Mình dò xem thử từ đầu đoạn về từ cuối đoạn nào. Xem nào. What kinds of story does my like reading? Cái thể loại truyện nào mà Mai thích đọc nào? Folk tale. Yeah, folk tales.
Yes, okay nào. Ngọc Huyền nào. Cho cô một câu trả lời hoàn chỉnh nào. A sea hoppy is greedy. Fox tells. Yeah. Cái này mình phải trả lời là her, my thì mình sẽ chuyển thành her. Ở đây sẽ có như sau. My, her, his, our, yours, its. Nha, cái tên này phải chuyển thành her. Her hobby is reading. Fuck. Okay, now look at question number two. What does she think of folk tales? Folk tales. What does she think? What does she think of folk tales? Cái phần tiếp theo nào. Mình dò cho cô nha, sử dụng scanning skill. Okay, now who can raise? No, raise a hand. Dạ, Minh Thư nào. Con thưa cô ạ. She thinks they are usually short and interesting. Short and interesting. Cái từ này nha. Đọc lại cho cô nó phát âm là interesting. Thư nào. Interesting. Thư ơi. Yeah, interesting. Không phải interesting đâu nha. Đây, cái này, con sẽ mở cái đây. Interesting. Đây, nha. Interesting. 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 Mình có thấy cái phiên âm này không? Interesting. 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 Nha. Okay, cái từ này. Folk tales. Folk. Oh. Folk tale. Folk tales. Folk tales. Folk tales. Nha, mình phát âm đúng nha. Rồi. Yeah. She think. They. They are usually short and interesting. Okay, now question number two, number three. What does she think of the characters in the folk tales? Cô ấy nghĩ như thế nào về cái nhân vật trong cả cái câu chuyện này này nào? What does she think of the characters in the folk tales? Mình đọc dò tiếp theo nào. Cái phần character nha. Mình sẽ nhìn xem ở đây có cái từ keyword nào không? Có cái từ để nhận biết là keyword ở đây là she think character, she thinks the character. Now who can raise hands? Now Vĩnh nào. What does she think? Cô ấy nghĩ như thế nào về cái nhân vật ấy? Nghĩ như thế nào về cái nhân vật trong cái truyện dân gian? The fox was clever and the... No! Nào nhìn cho cô nha. Mình nhìn ở đâu có character. Cô sẽ hướng dẫn. Hãy dò từ trên xuống cho cô nào. Character. Mình sẽ có bắt đầu câu trả lời ở đây bằng she thinks.
the character như thế nào? Cô ấy nghĩ cái nhân vật đó như thế nào nào? Đọc cho cô nào, từ trên xuống dưới nào. Okay, thank you. Mời Ngọc Huyền nào. Sitting character are something hostile, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid. Yeah. Okay. Sitting. So character are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, and sometimes stupid. Từ này các bạn đọc là wise. 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 Yeah. Wise. Stupid. 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 Yeah. Okay. Đây chính là see think. See. Things. The character. Đây, cô sẽ copy cái này xuống. Now, see, think the character are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, and sometimes stupid. Okay, now, question number four. What the see thinker's character in the fox and the crow? Bây giờ mới chính là nhân vật ở trong câu chuyện Fox and the Crow. Mình nào, mình làm câu này nào, câu số 4 nào, câu số 4 này dễ hơn này. What does he think of the characters in the Fox and the Crow? The Fox was clever. And? And the Crow was not. Câu trả lời đầy đủ cho cô nào, mình sẽ bắt đầu bằng see think nha. See think the fox. The fox was clever. And oh no, the crow was not. Okay, now as last one, why does she love fox tales? Why does she love fox tales? Minh Thư nào. Why? Why does she love fox tales? Con cô là because it of them with river. Her a lesson in life. Yeah, because it gives them gives her a lesson in life. Right? Because them give her a lesson in life. Bởi vì mỗi cái nhân vật, một cái câu chuyện ấy thì đưa thì mang lại cho cô ấy một cái bài học trong cuộc sống. Okay, very good. Yes. Now, mời bạn đọc cho cô cái đoạn văn này nào. Thảo Nguyên nào, đọc đoạn văn này cho cô nào. Hi, I'm Mai. My hobby is reading folktales. Folktales are usually short and interesting. Now, interesting. Interesting. They are often
often give me one stop ride. After another. Another. The character are sometimes honest. Sometimes greedy. Sometimes great. Wise. Sometimes stupid. Stupid. I like the frog and the girl very much. The frog and was clever and the girl was not. The girl is lizard. Missed and the frog got it. I love frogs very much because it's a room with the meaning in life. In life. Okay. Because each of them gives me a lesson in life. Yeah. Okay, now next one. Minh Thư nào, đọc bài cho cô nào. Hi, I'm Mai. My hobby is reading photos. Are usually short and interesting. They often when give me one surprise after another. The character are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid. I like the frog and the crow very much. The frog was clever and the crow was what not? The crow loved it. Delicious. And the frog got it. I love butcher very much because it's a young girl. Give me a lesson in life. Give, cái từ này nha, mình sẽ đọc là give me. Okay. Rồi, next one, bản tiếp theo nào. Dạ, ở đây sẽ có một số cái từ vựng mới này. Chúng ta sẽ sang ở cái easy class. Cô sẽ cho các bạn xem cái phiên âm, sau đó mình sẽ check cái phát âm của các bạn luôn này. Okay, I will start. Chờ cô một chút nha. Đây, ngày hôm qua mình mới check chỉ được có vài từ thôi đúng không? Nên là cũng có các số vấn đề. Đây, từ đầu tiên. Mình check lại xem các bạn đúng chưa nào. Ready. Okay, bản đầu tiên nào, Vinh nào. Phát âm cho cô nào. Greedy. No, greedy. E, hai âm, một âm e dài và một âm e ngắn. E và e. Greedy. Nào, phát âm cho cô nào. Say again. Greedy. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa cái âm đầu tiên nha. Greedy. G. Đây. Greedy. Nào,
Greedy. Greedy. No, mình sẽ không đọc nó rõ như thế đâu. Greedy. Lại nào. Greedy. Greedy. Nha, bây giờ mình xem và bắt chước cô giáo ở đây này. Greedy. Mình nhìn cái khẩu hình miệng của cô. Greedy. Greedy. Nào, say again. Greedy. No. Okay. Bây giờ mình tắt mic và luyện tập theo các bạn này. Bạn tiếp theo là Thảo Nguyên nào. Greedy. Greedy. Yeah, very good. Okay, bạn tiếp theo Minh Thư nào. Greedy. Yeah, mình sửa cái âm đầu tiên cho cô. Greedy. Greedy. No. Greedy. Greedy. Nào, sửa cho cô nào. Greedy. Yeah, okay. Tiếp theo, bạn Ngọc Huyền nào. Greedy. Yeah, very good. Okay. Now, Vinh nào, say again. Greedy. No. Bây giờ mình sẽ sửa, cố gắng sửa cho con đúng cái âm G đầu tiên nha. Greedy. G. Greedy. Greedy. Nào. Greedy. Có âm G nha. G. W. Cái âm này này. Mình nhìn này. Greedy. 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 Mình phát âm cái theo cái khẩu hình miệng của cô giáo này này. Là đúng này. Greedy. 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 Nha. Yeah. Nào, say again. Greedy. No. Okay. Rồi, mình chịu khó sửa nha. Rồi, bây giờ mình sang từ khác nào. Honest. 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 Vậy nào, phát âm lại cho cô nào. Honest. Âm T đâu. Honest. Honest. No. Honest. Honest. Yes. Okay. Next one. Thảo Nguyên nào. Honest. Lại nào. Nha. Honest. Honest. Okay, next one. Minh Thư nào. Honest. No. Honest. Honest. Rồi, còn cái âm âm n. Honest. Honest. Mình được cái âm này nó lại nhảy sang cái âm kia bị sai đúng không? Ok, rồi, bây giờ mình tắt mic và luyện tập nha. Tiếp theo nào, Ngọc Huyền nào. Honest. Yes, very good. Từ tiếp theo. Intelligent. Intelligent. Cái này rồi này. Once upon a time. Order. Order. Seed. Stupid. 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 Nào, từ này nha. Stupid. Stupid.
Ok, Ngọc Huyền nào, cô đăng cho cô nào. Stupid. Yes, next one. Vịnh nào. Stupid. Ok, nào, say again. Stupid. No. Stupid. Stupid. Now, say it. Stupid. No, no. Stupid. 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 L-U-E. Stupid. Now, wait now. Stupid. Yes, good. Nice one. Minh Thư nào. Stupid. Yes, good. Thảo Nguyên nào. Stupid. Yeah, very good. Wise. Wise. Now, wise. Yeah. Okay. Minh Thư nào. Wise. No. Wise. 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 Now, âm đầu là W. Wise. Đúng rồi. Wise. Được rồi, âm cuối cùng nha. Wise. Nào. Wise. Ok, say again. Wise. No. Ok, nào, lấy xuống, bạn tiếp theo nào. Vịnh nào. Cái âm này này. Wise. Nha. Vịnh nào. Wise. I wise. Wise. Okay, now say again. Wise. Yes, okay. Thảo Nguyên now. Wise. Yes, very good. Ngọc Huyền now. Wise. Okay, nào sửa lại cho cô ăn này nào. Wise. 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 Okay, Huyền ơi, say again. Wise. Yes, good. Minh Thư nào, say again. Wise. Yeah, very good. Okay. Rồi. Đấy là một số từ con mà có check nha. Okay. Phần tiếp theo nào. Mình sẽ quay trở lại với bài học tiếp theo. Oh, yeah. Let's start. Write activity number 5. Write about the characters in the story, favorite story, in your favorite story. Viết về cái nhân vật mà cái trong cái câu chuyện mà mình thích ấy. My favorite story is cái câu chuyện mình thích là gì? The main character are I like cái gì đấy bởi vì he or she. Bài này cô nhớ không nhầm thì mình đã từng học qua cái cách viết này rồi đúng không? Ví dụ nhá. The main story is a ton is a story. And
The main character are Tom and I like Tom because she kite. She kite. And hard working. Đấy. Bởi vì Tấm rất là tốt bụng và chăm chỉ. Đấy. Nha. Ok. Rồi bây giờ các bạn có 5 phút nào. 5 phút suy nghĩ về cái người. Yes, very good Thảo Nguyên. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ chờ các bạn cùng nhau lát nữa rồi cùng nhau mình hỏi trả lời nha. Giới thiệu về cái nhân vật mà mình thích. Ok. Bây giờ là 8:47. Rồi. 8:50 nha. 8:50 cô sẽ gọi các bạn. Bạn nào xong rồi thì raise your hand. Sẵn sàng rồi thì raise your hands. Yeah, very good. Còn một vịnh nữa thôi này. Yeah, okay, very good. Now let's start. Đầu tiên nào, bạn Thảo Nguyên nào. My favorite story is the story Snow White and Raw. The main characters are Snow White and Dog. I like Snow White because she's kind and beautifully. Yeah, very good. Okay, next one. Ngọc Huyền nào. My favorite story is the My Auntie. The main character are Auntie. I like Anthem because he is hard working. Yeah, very good. Okay, next one, Minh Thư nào. My favorite story is the Golden Sulphur Tree. The main character are the older brother and the younger brother. I like your younger brother because he is honest and kind. Honest and kind. Yes. Okay, very good. Thank you. The last one, Vinh now. My favorite story is The Fox and Crow. The main character are the fox. I like fox because it's clever. Yeah, okay. Because he's clever. Yes. Good. Có thể sao cái bài tập mà chúng ta phải quay video luôn cho các bạn. Yeah, tell story and say what you think of the character. Cái này thì cô sẽ cho các bạn dễ dàng hơn một chút này. Mình thấy cái hoạt động số 4 đúng không? Bây giờ mình sẽ làm tương tự như cái đoạn văn này này. Như cái đoạn văn của bạn Mai này. Nha các bạn. Mình viết ra vở, sau đó mình quay video và đọc nó lên nha. Các bạn, đây là bài tập về nhà của các bạn tuần sau này. Nộp trước thứ bảy tuần sau để cô chứa nha. Nếu như mình chỉ cần... có thể là thay một số cái nhân vật. Ở đây có cái honest hoặc là folktale. Ở đây thì có chuyện dân gian này.
Mình cũng có thể thay cái câu chuyện mà bạn Mai đây là the story of Sam and Tom nhá. Rồi sau đó thay tên nhân vật đi. Rồi mình thích cái như thế nào thì mình đây này. Đây. Mình có thể làm tương tự như cái đoạn văn ở hoạt động số 4 nha các bạn. Đây là bài tập về nhà của các bạn và làm bài tập. Đây, làm bài tập Easy Class. Các bạn chỉ cần mỗi ngày dành ra 15 phút thôi nha. 15 phút nó quá là ít để mà mình luyện tập tiếng Anh. Nên là các bạn chịu khó dành thời gian 15 phút để cải thiện cái kỹ năng tiếng Anh của mình nha. Mình muốn tốt thì mình phải chăm chỉ thường xuyên luyện tập. Cái phần bài tập ở đây, cô xem Unit 14 này. Bây giờ cái Unit 14 thì mình phải làm xong rồi nha. Tối đa cho cô là 400 nha. Tối đa cho cô là 400 điểm này. 400 điểm trên 600 nha. Làm hết phần này cho cô. 6 bài Unit 14. Tuần sau cô sẽ check cái bảng xếp hạng ở đây này. Tuần này thì cô mới chỉ thấy có bạn Vĩnh thôi. Mới thấy có Vĩnh làm bài tập thế này. Còn các bạn khác cũng vậy. Mình dành ra thời gian 15 phút lên đây làm ấy. Nó rất là nhanh. Mỗi bài chỉ cần tầm 2 phút hoặc 3 phút là xong rồi. Đó, ok. Rồi. Tiếp theo nào. Hôm nay bài chúng ta xong rồi đấy. Vào quiz một chút nhỉ. Ôn tập quiz thêm một chút nữa nhỉ. Dường như cô thấy các bạn học trước quên sau thì phải. Những cái, ngay cả cái tiêu đề cũng bị sai này. Ôi. Thôi cô nghe. I'm here. Nói đi Vinh. Sao rồi mình tắt mic rồi kìa. Sao em làm cái Easy Club nó lại bảo là phải đăng nhập cả cái plus. Cái nào? Mình xem màn hình cho cô nào. Vào Easy Class, sau đó xem màn hình cho cô nào. Có bạn nào thắc mắc về Easy Class thì nói cô luôn để chúng ta giải đáp luôn này. À, để cô chia sẻ quyền share cho chúng ta. Ở Vĩnh đúng không? Đặt lần diễn giả nào. Rồi. Bây giờ Vĩnh share được rồi đấy. Xem màn hình cho cô nào. Nó lại bị như thế à? Các bạn có bạn nào vào Easy Class mà nó bị cái flood như thế không? Không có. À, bạn nào bị, bạn Ngọc Huyền à? Thôi rồi, Vĩnh ơi, share cho cô nào. Mình được share chưa? Rồi, cô xem. Đấy, bài tập bình thường mà. Kéo xuống cho cô nào, cái Unit 13 đâu rồi? Mình làm bình thường mà. Đấy là nó chưa chảy hết đấy. À. Giọng bài đi khóa. Có nghĩa là mình làm rồi đúng không? Mình làm hết rồi đúng không? Cái bài này là mình làm xong full điểm rồi đúng không? Tắt cho cô nào. Tắt cái má nữa đi. Mình quay ra cho cô xem. Cô xem. Ô, nó bị khóa rồi này. Khóa thật à? Sao lại như thế nào? Kéo xuống cái Unit 14 cho cô xem các bài khác nhập như thế nào. Được rồi, Unit 14. 14 nha, kéo xuống tiếp đi. Ở đây mình đang vào lớp 1 này, chọn lớp khác cho cô, lớp 5. Nó bị khóa rồi nhỉ. Bấm tiếp theo hoặc đăng ký plus. Được rồi, nếu như nó có vấn đề à. Mình ra các bài khác cô xem. Tại sao nó lại khóa như thế này. Cô xem bên cô nó có chạy không nào.
Nó vẫn làm được, tên con là tài khoản đã mua rồi đúng không? Thì nó làm được này. Được rồi. Cái này mình nhắn tin với thầy Giang nhá. Vậy các bạn nếu bạn nào bị khóa tài khoản ấy, nó bị khóa như thế này ấy, mình nhắn tin với thầy Giang. Sau đó thắc mắc cái gì thầy Giang sẽ giải đáp cho chúng ta. Hoặc là có thể nếu cơ bản hình như là bài nào có cái pronounce cái phần ghi âm thì nó không được thì phải mình ạ. Khoan đấy, làm nào, mình ra cái phần nào của cái phần phần ghi âm ấy nhỉ, phần speaking, vào cái phần speaking cho cô. Mình ra đi, mình ra có cái bài tập speaking ấy. Ra cho cô nào. Đây, cái phần speaking, câu số 4, đây, tiếp đây luôn, unit 12, vào speaking. Bên này, bên bài tập ấy, có cái speaking là cho cô nào. Đấy, một số cái làm được mà. Thôi thì cái nào làm được thì mình cứ làm đi nhá. Còn có cái gì để cô hỏi thầy Giang xem nó có vấn đề gì không nhá. Cái phần nào làm được thì mình làm nhá Vĩnh và các bạn. Rồi, ok. Các bạn có thắc mắc gì nữa không? Cô ơi, bài tập là gì? Vừa em chưa nghe rõ. À, bài tập quay video và gì nhỉ? Cái này là talk about. Đây, cái bài số 4. Mình nhìn vào hoạt động số 4 này. Hoạt động số 4 này nha. Đây. Sau đó mình sẽ làm một bài tương tự như thế này. Cái bài này là nói về talk. What do you think this character in the story? Mình đây này. Nó sẽ tương tự trả lời cho cái hoạt động số 6. Là bài này. Tell a story and say what do you think of this character. Thay vì như vậy thì cô sẽ các bạn để trả lời cho bài này ấy. Nếu chúng ta nhìn vào cái hoạt động số 4 này để gọi là một bài mẫu ấy. Một bài mẫu cho chúng ta. Mình hãy viết ra vở nha. Sau đó quay video và đọc nó lên. Nha các bạn. Bài này, mình dựa vào cái này, mình có thể thay thay tên này hoặc là thay cái thể loại truyện này. Nha. Bởi vì có thể cái bài này hay này. Ok. Các bạn hiểu chưa? Did you get it? Rồi. Yes, ok. Rồi, cũng hết giờ rồi nhỉ. Ok. I think that's enough for lesson today. Goodbye, good night, and see you next week. Bye. Tuần sau vào học đúng giờ nha. Yes, ok. À, cô ơi. Ơi, cô nghe. Cô vào cái phần easy class, cô vào cái phần...